Vâng, chúng ta đang cùng các bạn chơi bóng 68 Sport Park để đón theo dõi trận đấu giàu hữu trong buổi tối ngày hôm nay giữa đội bóng Nhót và các thủ bốn phường. Như vậy là tiếng gọi của trọng tài cũng đã vang lên để hiệp một bắt đầu. Cơ hội Lâm Bùi, và đang Lâm Bùi, cơ hội đây rồi thì không được. Lâm Bùi đã không thể đưa bóng sang vị trí của đồng đội của mình. Và đang một trận hết sức giằng co mà hai đội bóng tạo ra trong những phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội đây rồi, vẫn còn, đó là tình huống pha bóng kịp thời. Cơ hội cứu bóng vẫn vào. Cuối cùng là có bàn thắng dành cho cao thủ Nhót và người ghi bàn đó chính là Hoàng Đôn Thất. Những phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay vẫn là sự chủ động đến từ cao thủ Nhót, một tình huống xuống đáy biên và một pha bóng mà Lốt Bụi đã có tình huống đưa bóng vào. Sau những pha bóng xoay sở thì cuối cùng bóng đã nằm gọn trung thành của cao thủ bốn phương. Một trận đấu mà hai đội bóng đang cố gắng. Cơ hội đến rồi, cơ hội xoay sở, áp băng không vào đây. Vẫn có bàn thắng dành cho cao thủ bốn phương. Một pha xoay sở rất bình tĩnh đến từ áp băng và cú đá chuẩn xác. Đó là một tình huống mà Nghĩa Hữu Minh đã bay người, đã tung người lên không trung, đã đẩy được quả bóng nhưng nó quá hiểm hóc đến từ cú đá qua bằng và tỷ số được quyết định 1-1. Hoa Nội Thất đưa bóng vào đây đâu cú bóng văn cao. Minh Mani chân trái của Minh Mani, cú bóng con ăn chân trái của con ăn, cú bóng đây là Liêm Bùi. Hoa lại bóng dành cho Liêm Bùi. Đá nổi ngay, Hoa Nội Thất coi, cứu bầu. Và đá nổi Lâm Bùi. Phối hợp 1-2 hay quá đây rồi. Quyết đoán hơn, cũng như ích kỷ hơn để có thể tạo ra siêu phẩm. Coi, cứu bầu. Mặt cỏ cái loại mướt mượt mượt dành cho các cầu thủ để phô diễn hết khả năng của mình. Lâm Bùi đưa bóng vào, cứu vào, vẫn còn thứ này, vẫn cứu vào. Cứ thi đấu như thế này thì A4 sẽ chiếm mất vị trí của Onana mà thôi. Khá đáng tiếc khi chỉ thường chuyển nhượng mùa đông đã đóng cửa mất rồi. Đúng là cao thủ Nhót thì đúng là con Nhót thì đang mót trồng. Họ đang rất nóng nồng để có thêm những bàn thắng ở những ngày tất niên này. Quốc Thành tạo ra. Đá ngay, cứu bầu. Suýt chút nữa đã phải giải đáy một pha bóng ngớ hình của cao thủ phòng ngự bốn phương, một pha bóng mà họ không có được sự tập trung. Cao thủ Nhót đã thực hiện một pha bóng nhanh và Nam Nguyễn đã cực kỳ thoải mái để quang chân. Nam Nguyễn nguy hiểm, đá ngay của Minh Mani, không được. Cơ hội đây rồi. Văn Hậu quyết định để bóng. Văn Hậu cứu bóng. Minh Mani đưa bóng vào. Hai cầu thủ đã đều bó vào trong thì gần như cả hai bóng Nhót và bốn phương đều đã có đủ lực lượng để có thể chi chiến. Đây đây, đó là một cú đá thẳng, đó là một cú đá thẳng của Nam Nguyễn. Vâng, một cú đá rất khó chịu, một cú đá mà thủ thành A4 đã bị che khuất tầm nhìn. Đồng đội đã đứng ở vị trí còn lại nhưng đã bước lên, nó khiến cho A4 không kịp trở tay và tỷ số được nâng lên thành 2-1 dành cho cao thủ Nhót. Quốc Thành không chơi bóng ngon. Cơ hội làm gì, cú bóng quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ của bốn phương. Một pha không chơi bóng rất gọn gàng của Quốc Thành, một pha mở bóng vừa tầm cho Văn Hậu dứt điểm. Cầu thủ mặc áo số 15 cũng đã có một pha duỗi chân rất chuẩn xác với uy lực. Văn Hậu đây đâu, dứt điểm ngay, đây đâu, bàn thắng thứ hai đã đến dành cho cao thủ bốn phương. Một pha bóng khá công kềnh nhưng đó là một pha bóng mà họ đã thành công với bàn thắng quyết định tỷ số dành cho Văn Hậu. Hất đường chuyền ra, cầu thủ mặc áo số 20 là người đã dứt điểm bằng đầu và đã có một điểm chạm dành cho Văn Hậu trong bóng vừa rồi. Bảo vệ mảnh lưới được quá lâu, nguy hiểm, không bóng vẫn còn. Bóng đã chạm vào điểm nối giữa xa ngang và con dọc. Một pha bóng rất kỳ nêu đến từ con ăn. Một pha bóng mà
Các cầu thủ đã chơi với nhìn theo nhưng bóng đã chạm vào điểm nối giữa sang ngang và cột dọc vẫn đi ra ngoài. Đó là pha đưa bóng vào rất khó chịu đến từ con ăn. Không bao, vẫn còn, vẫn vào. Như vậy là một pha bóng mà Phùng Béo đã chơi bóng bằng tay. Anh vẫn đang phân vân với trọng tài là mình chơi bóng bằng tay. Những quyết định đã được đưa ra khi mà trọng tài đã chỉ tay lên chấm giữa sân và lại chỉ tay quay về. Một pha bóng chơi quá fair play của Phùng Béo. Một đề cử fair play ở mùa giải năm nay dành cho Phùng Béo. Rất khéo léo của Quốc Thanh. Và đã được Quốc Thanh đảo chân đáy biên. Trả ngược đi vào bao, cơ bao. Đó là cú đá ngay của Tôm Hậu. Không phải là thú trả ngược lại dành cho Quốc Thanh mà đó là một cú đá ngay góc gần. Phản xạ nhanh của Doanh Nghĩa U Minh đã cứu thua. Con An xoay trở rất khéo của Con An. Đánh đâu, cơ bao. Vẫn còn, vẫn còn xoay trở rất nhiều đi, cơ bao. Và chiếc bóng lăn xả. Bóng vẫn đang trong sân nhưng sóng gió đã tạm thời trôi đi. Trước đó là một pha bóng mà Con An đã chuyển đến vị trí cột đài cực kỳ chính xác dành cho Hà Nội Thất. Cầu thủ mang áo số 20 đã chống chạy để đánh đầu. Một pha đánh đầu lại bóng cũng đầy uy lực. Lấy bóng rất chủ động Quốc Thanh. Quá người rồi. Cười làm gì? Có lẽ Tô Mậu đã quá mong muốn để có bàn thắng cho riêng mình. Hai cầu thủ áo đỏ đồng đội của anh đã chờ đợi một đường chuyền vào trong. Hòa Nội Thất. Vẫn đang là Hòa Nội Thất. Che chắn bóng khá kín từ vào vòng. Tuyến đây, Nam Nguyên chưa bóng cơ bóng. Thay đổi phút thi đấu chính thức cuối cùng của AE1. Quốc Thanh, cú đá Quốc Thanh cơ bóng. Đây đây, cơ bóng. Công Thành và A Phố có thể giành chiến thắng trong trận đấu này cùng với đồng đội cơ bóng. Thì trai tinh tăng lực cũng là một điều rất điều hay. Liên tục là những tình huống để bóng chạm tay đến từ cả hai đội bóng. Minh Mani khá chống trải cho Hải Huda. Hải Huda đã trôi giạt về đến MLS, đã giải nhà nghề của Mỹ không bằng giải của Lada. Cơ hội quá chống trải dành cho Con An trong bóng vừa rồi. Và một cú chuỗi mù của cầu thủ mang áo số 6 là không thể cản phá. Bàn thắng đã đến nhưng Con An cũng đã được tặng cho một tấm thẻ vàng. Tỷ số một lần nữa được các cầu thủ nhót vượt lên. Một khoảng trống mênh mông trước khung thành của A Phố. Ở một góc đá tương tự một khoảng cách này thì Nam Nguyên đã có bàn thắng thứ hai ở hiệp đấu. Cú đá tiếp theo không vào. Vẫn là một pha bóng hết sức nguy hiểm mà Nam Nguyên đào ra. Nhưng pha bóng này thì may mắn đã không dành cho anh. Bóng đã chạm một cầu thủ đỏ và đã chạm tiếp vào xà ngang để đi ra ngoài. Những tình huống đá phạt cố định trong tình trạng báo động. Con An Tuyến ơi. Phùng Béo được chuyển hay quá. Cô ơi, làm gì cơ bầu. Vẫn còn không được. Bóng vẫn ở ngoài vòng cấm địa. Vào cú đá của Phùng Béo dữ liệu cơ bầu. Chào bóng Phùng Béo đây đâu. Cô ơi cơ bầu. Vẫn cơ bầu. Vẫn chưa có thắng dành cho các cầu thủ của Nhốt. Xuyên chút nữa đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Chí Dũng ở pha trả bóng đầu tiên của anh. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Ba đánh một, ba đánh một. Phùng Béo không vào. Đó là bóng mà Phùng Béo đang thử sức mình với một cú đá ngay. Một tình huống đá cận chân của không thể có tình huống thoát đi của Minh Mani. A Băng vẫn đang là A Băng. Cú đá của A Băng. A Băng lấy bóng hay. A Băng Thành Nam. Messi cơ hội đến rồi. Messi một cú đá chạy lưới của Messi. Một cú đá mà khung thành của các cầu thủ bốn phương đã phải rung lên cho pha bóng này. Một sai lầm của các cầu thủ phòng ngự
bốn phương và ngay lập tức một cú đá chất chứa, một cú đá mà Messi. Chúng ta vẫn đang theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng. Messi, Messi thêm một bàn thắng nữa dành cho Messi và các thủ nhốt. Vâng, nếu như hôm qua Messi mà thi đấu bùng nổ như này thì có lẽ các thủ của Inter Miami không chơi tennis trắng như vậy. Cú đúp bàn thắng của Messi. Tôm hậu đang khá năn nót. Hải hú đá, Hải hú đá, không vào. Các cầu thủ của đội bóng bốn phương sau khi kết thúc trận đấu này mà vẫn đang gặp bất lợi về điểm số, không vào. Hoa nội thất, Hoa nội thất rất trông chạy. Họ luôn cố gắng để đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát nhanh nhất có thể. Nhưng khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ cơ hội không được. Chí Dũng đưa bóng vào, quyết định đi vào ngay. Vẫn đang phục biểu phía trong sẵn sàng, cứ vào. Hải Hura đưa bóng vào của Hải Hura. Cú đá của Hải Hura, đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ của đội bóng bốn phương. Cú đá tốt của Hải Hura nhưng điểm chạm cuối cùng đến từ Tô Mậu. Vẫn đang là Văn Đạo đánh đâu. Vâng, như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên và các cầu thủ của đội bóng Nhọt đã được uống nước tưng bừng trong ngày hôm nay.